Đây là coi như là cán bộ hồi thương, thì hồi thương là bên quân đội, bên quân đội mà cũng đi đi kiện là mà đem triển khai quyết định thu hồi đất năm 2004 mà bồi thường giá đất năm 94. Khi thu hồi đất thì nói làm cụm dân cư, vượt lũ, trường học, trường dạy nghề, sau đó làm khu thương mại. Mua có 25.000 đồng một mét vuông mà bây giờ 18 triệu đến 21 triệu một mét vuông. Qua đây đứng nha, qua đây đứng chung với mình. Bây giờ đang đi ngoài đất coi nhà. Đây. Mình riêng đi, chặt chung của mình đi. Không, cứ đứng ở đây đi. Chung của mình, không có bệnh cần sao mà bỏ lại. Ông đứng ở giữa, ông đủ các đoàn. Ôi chưa mấy đâu. Ông đứng rồi. Tôi hơn một năm nay, hôm nay tôi làm. Mấy ngày còn ông mấy năm nay. Tính hơn một năm nay, hôm nay mới là xuống. Nghỉ hơn một năm nay bị mổ mù mắt, đang đi mổ mắt mới lại xuống. Bây giờ Covid là tiền 62.000 tỷ nó chia hết cho các anh em và quân bình huệ. Bí thư tỉnh Hà Nội chia hết cho thương binh giả. Mình thật không được gì cả. Thật không được gì đấy. Con gái quay lại cả đống đàn chẳng nhìn nào cả. Hôm qua tôi đến nhà tôi xin ủng hộ bác 3 triệu. Không, tao không lấy. Tiền ủng hộ là không lấy. Không, không phải ủng hộ là không lấy. Covid mới lấy. Covid mới lấy tiền 62.000 tỷ của thủ tướng mới lấy. Ủng hộ tiền đây nó chia nhau hết mà. Hà Nội đang chia nhau hết mà. Người chống tham nhũng của ta đâm ra thiệt thòi. Nhà bị đốc mái nó không nói gì đến, mà đều vừa vô vết nó chẳng nói gì đấy. Chủ yếu là bọn tham nhũng sống trên mồ hôi nước mắt của người dân, không có làm được cái gì đâu. Ôi trời ơi, Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, đưa cho mấy thằng đến trụ sở tiếp công dân. Đây là nhân dân chúng tôi là đến trụ sở tiếp công dân. Tiếp công dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội toàn cho thương binh giả thì được hưởng chế độ Covid thôi. 62.000 tỷ quân bình huệ đây để chia nhau hết. Thương binh thật đấy chẳng được gì cả. Tôi là dân oan tỉnh Bình Định, bị nhà cầm quyền tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định ra cái giấy công văn giả mạo tạo đòi đến cướp đất cướp nhà của tôi, đem phân lô bán nền. Giờ tôi yêu cầu đảng nhà nước phải chỉ đạo cho thành Hồ Quốc Dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và cái thành Hồ Quang Thúy nát để cướp đất cướp nhà của tôi, đất của tôi ở ba đời của ông cha để lại cái giấy tờ đàng hoàng mà nó ngang nhiên 4 giờ sáng mà nó chỉ đạo là ba cấp chính quyền để cướp đất cướp nhà của tôi, đem phân lô bán nền. Như vậy là cướp đất, là cái đảng này là cướp đất của tôi có công cách mạng của ba đời đi cướp. Tấn thân tôi đi theo thì cái đảng cầm trắng vẫn đi cướp. Như vậy cái nhà cầm quyền đảng cầm trắng như thế nào? Đáng mà đi cướp của dân, đáng mà đi cướp của đảng, cái đảng cầm trắng ba đời. Như vậy là coi như nhà cầm quyền đảng cầm trắng dẹp bỏ đi. Cướp được của dân mà là cá nhân nào làm sai cá nhân đó mà chịu. Đấy, đảng đưa ra đường lối chính sách đúng đắn, nhưng mà cá nhân nào có vi phạm sai phạm pháp luật thì bắt tố cáo cá nhân đó, và toàn đảng toàn dân toàn quân sẽ tập trung vào đánh đuổi bọn giặc nội xâm. Bây giờ như vậy tôi yêu cầu toàn dân toàn quân đoàn kết lại đi đánh cái tham nhũng. Cái mà không trả cho tôi mà tôi qua ở ngoài đường, nhà nước á không trả cho tôi mà cho những người khác ở cho nó. Tôi giờ tôi không có chỗ nơi nào ở, tôi ở ngoài đường á. Bà cháu 65 mét vuông là bị chiếm. Hai bà cháu phải ra ngoài đường ở. Bảy bà cháu ra ngoài đường. Bảy bà cháu ra ngoài đường. Ở diện tích có 2 mét vuông thôi. Ai có tí Facebook mà live stream trực tiếp được thì quay đi ạ. Live stream làm clip trực tiếp được. Facebook đây. Ai thực hiện được? Đây Facebook của bác đang quay đây ạ. Ừ. Vâng, bác quay công khai, Facebook công khai.
khai chưa? Không khai. Thế thì sao sống được thì sao nói cái phương này? À, đang nói đây. Nói nhá. Ừ. Tôi là Phạm Thị Hoài Thương, nhân viên cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, cấp bậc đại úy chuyên nghiệp, chức vụ nhân viên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị các cấp có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, mà cụ thể là đối tượng bị tố cáo Ngô Xuân Lịch, đã không giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại của tôi, đơn khiếu nại viết ngày 27 tháng 2 năm 2015. Gây oan sai cho tôi và tôi có đơn thư gửi đến các cấp có thẩm quyền là tòa án khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của luật khiếu nại, luật tố tụng hành chính năm 2015, gửi đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và tòa án nhân dân tối cao, nhưng cả ba tòa án đều không giải quyết đơn khiếu nại, đơn khởi kiện vụ án hành chính của tôi là tòa án nhân dân thành phố Hà Nội viết ngày 27 tháng 9 năm 2016, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã giải quyết sai với thực tế có trên hồ sơ vụ án. Tôi có đơn khiếu nại gửi lên tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thì tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng dựa vào cái kết luận của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để kết luận oan sai cho tôi, và tôi tiếp tục có đơn gửi lên cơ quan là tòa án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội, nhưng tòa án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội cũng tiếp tục không giải quyết đơn thư, không có trả lời công dân. Tôi tiếp tục có đơn tố cáo viết ngày 13 tháng 9 năm 2017 gửi lên cơ quan thanh tra chính phủ tố cáo về việc các cấp có thẩm quyền của bộ quốc phòng, các cấp có thẩm quyền tòa án đã không giải quyết đơn thư của tôi. Qua xem xét đơn thư tố cáo viết ngày 16 ngày 10 đơn tố cáo viết ngày 13 tháng 9 năm 2017 của tôi, cơ quan thanh tra chính phủ đã có văn bản số 645 ngày 23 tháng 2 năm 2010 ngày 23 tháng 2 năm 2018 gửi cho tôi thông báo về việc căn cứ vào các quy định của nghị định của chính phủ, của cơ quan thanh tra chính phủ xác định thẩm quyền thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và đã chuyển toàn bộ đơn thư tố cáo viết ngày 13 tháng 9 năm 2017 của tôi sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để giải quyết theo quy định. Nhưng thời điểm này đối tượng Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã không giải quyết đơn tố cáo viết ngày 13 tháng 9 năm 2017 của tôi theo quy định của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước đã được đề ra, mà để gần chục cán bộ là bà Sa Thị Hồng Lan, vụ phó vụ tiếp công dân đơn thư, bà Lê Thị Minh Thục, ông Phan Tiến Dũng, vụ phó vụ Trung ương IA, ông Mai Đồng Khanh, kiểm tra viên chính vụ Trung ương IA, ông Sơn và ông Nguyễn Sĩ Thắng tiếp công dân sai quy định, dở đủ các chiêu trò thủ thuật tinh vi xảo quyệt để nhằm gây khó khăn cản trở công dân có đơn thư còn là đảng viên, là quân nhân trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đấu tranh với vụ án ở cấp cao không có vùng cấm, có chứng cứ chứng minh khách quan hợp pháp. Các đối tượng bị tố cáo không có ý kiến về việc chứng cứ chứng minh là giả mạo, là bản thân bị vu khống, và tôi đã phải tiếp tục có đơn thư cùng chứng cứ chứng minh gửi lên cấp Thủ tướng Chính phủ. Nhưng ngay tại thời điểm này, Đảng đã phát động cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, tham nhũng không có vùng cấm, và đối tượng Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban chống tham nhũng Trung ương, đã bổ nhiệm đối tượng Trần Quốc Vượng từ chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương về làm chức danh thường trực Ban Bí thư, sau khi đối tượng Trần Quốc Vượng đã không giải quyết đơn thư tố cáo viết ngày 13 tháng 9 năm 2017 của tôi theo đúng các quy định của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước ta đã được đề ra. Như vậy đây là hành vi tham nhũng chức vụ mà đối tượng Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng đã tham nhũng chức vụ của cơ quan Đảng ở cấp cao. Và tại thời điểm này đối tượng Trần Quốc Vượng đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các quy định của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước đã đề ra và chỉ là đối tượng hình sự. Đơn tố cáo, tôi có đơn tố cáo gửi, đơn tố cáo của tôi viết ngày 19 tháng 5 năm 2018 gửi đến cấp Thủ tướng Chính phủ, thì đối tượng bị tố cáo trong vụ án cấp quốc gia tôi đã báo cáo trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thì đối tượng Trần Xuân Phúc cũng không giải, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ cũng không giải quyết đơn thư theo quy định, và để cấp dưới giở chiêu trò thủ đoạn để không giải quyết đơn thư tố cáo của tôi. Khi có chứng cứ chứng minh, tôi tiếp tục có đơn tố cáo viết ngày 27 tháng 7 năm 2018 gửi lên cấp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thì
đối tượng Nguyễn Phú Trọng là cá nhân có thẩm quyền giải quyết đơn thư trước cái việc Đảng phát động chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, giặc nội xâm không có vùng cấm, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ủng hộ. Và các đối tượng bị tố cáo trong đơn tố cáo viết ngày 27 tháng 7 năm 2018 không có ý kiến về việc các chứng cứ chứng minh cho những nội dung được nêu ra trên đơn thư là bị làm giả mạo. Đối tượng Nguyễn Phú Trọng đã không giải quyết đơn thư của tôi. Im lặng trước để bảo vệ cho bọn sâu mọt giặc nội xâm ở cấp cao của Bộ Quốc phòng, của Tòa án. Không bảo vệ uy tín của Đảng, của nhà nước công khai trước cả thế giới. Trước việc không giải quyết đơn thư và nội dung chứng cứ của vụ án đã được đăng tải công khai trên mạng xã hội từ năm 2016 để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giám sát theo quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 1 năm 2019, tôi tiếp tục có đơn tố cáo. Các cấp có thẩm quyền đã buông bỏ việc thực hiện trách nhiệm giải quyết đơn thư, bổ nhiệm cán bộ theo quy định gửi đến Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhưng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng không giải quyết đơn thư theo quy định. Và trước sự nỗ lực của đảng viên, của quân nhân đã báo cáo trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Hôm nay tôi đề nghị tất cả các công dân có oan sai ở đây coi đây là một cuộc biểu tình về việc đơn thư tố cáo khiếu nại khởi kiện đã bị các cá nhân, các cấp có thẩm quyền không giải quyết theo quy định, theo biểu tình theo điều 166 khoản 2 của Bộ Luật Hình sự hiện hành, để các cá nhân có thẩm quyền không giải quyết đơn thư theo quy định phải chịu trách nhiệm đầy đủ theo đúng các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước ta đã được đề ra. Thế bà con có đồng ý không ạ? Đồng ý. Đề nghị đây là tại vì đã theo quy định tại khoản 2 của điều 166 Bộ Luật Hình sự hiện hành, thì những cá nhân nào gây khó khăn cho việc giải quyết tố cáo khiếu nại dẫn đến phải biểu tình thì sẽ bị xử lý từ 2 năm tù đến 7 năm tù. Thế bà con có đồng ý đây là buổi biểu tình các cá nhân đã không giải quyết đơn thư theo quy định không ạ? Đúng rồi, đồng ý. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn việc thực hiện trách nhiệm giám sát của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cho cái sự nỗ lực của nhân dân, của đảng viên, của quân nhân trong suốt thời gian vừa qua, và đề nghị những người đảng viên, những người lính chân chính thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của mình, buộc các đối tượng bị tố cáo phải bị xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước đã đề ra. Đề nghị cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện trách nhiệm biểu tình lên tiếng, buộc các đối và thực hiện các trách nhiệm nghĩa vụ được giao, để buộc các đối tượng bị tố cáo trong vụ án cấp quốc gia mà tôi đã báo cáo với các đồng chí phải chịu trách nhiệm xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước đã được đề ra. Để tôi sẽ lấy ra các cái nội dung các đối tượng bị tố cáo trong vụ án này. Đào anh hùng Đông Văn Đình, anh hùng dược của tỉnh Lạng Sơn, cướp công của gia đình bà Phi Thiên. Đào đồng bọn tự máu đồng bào của gia đình Phi Thiên. Đào đồng bọn cướp đất. Đào những ủy viên trung ương đảng ăn cướp đất của dân, dân chưa bị xử lý. Đào những đảng viên ăn cướp đất của dân, dân của nhà nước chưa bị xử lý. Đào. Tôi xin phép tôi được có ý kiến và tôi xin đọc lại những cá nhân bị tố cáo về việc không giải quyết đơn thư của nhân dân, của đảng viên, của quân nhân trong vụ án cấp quốc gia không có vùng cấm mà tôi đã báo cáo trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, để các cá đảng viên, quân nhân trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của mình, buộc bọn chúng phải chịu sự xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước Việt Nam đã đề ra. Cụ thể, một, đối tượng Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Hai, Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 3. Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. 4. Nguyễn Xuân Phúc,
Thủ tướng Chính phủ, 5 Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, 6 Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, 7 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ, 8 ông Thắng hoặc Thắng, người tiếp công dân của Văn phòng Chính phủ đã có bản video hình ảnh và bản ghi âm trong buổi làm việc ngày 6 tháng 7 năm 2018 giữa ông ta và tôi. 9 Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 10 Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Hà Nội. 11 Nguyễn Duy Giảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. 12 Nguyễn Văn Khánh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Trung tướng Quân đội Nhân dân. 13 Tô Duy Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 14 Tô Lâm, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an. 15 Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 16 Lương Cường, Đại tướng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bộ Quốc phòng. 17 Đặng Ngọc Quân, Trung tướng Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng. 18 Đỗ Văn Hoành, Đại tá Chánh Thanh tra Bộ Công an. 19 Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội. 20 Phan Văn Hà, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 21 Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. 22 Người tiếp công dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đã có ảnh và video trong hồ sơ của vụ án, do là hắn không thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ theo đúng quy định của luật tiếp công dân, là tiếp công dân theo quy định mà không đeo biển tên và chỉ nói mồm. Và đã có ảnh video ghi âm chứng cứ trong hồ sơ của vụ án. 23 Ông Sơn, người tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng đã có ảnh video trong hồ sơ của vụ án. 24 Ông Nguyễn Sĩ Thắng, người tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 25 Bà Lê Thị Minh Thục, người tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 26 Bà Sa Thị Hồng Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Đơn thư tiếp công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 27 Phan Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương IA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 28 Mai Đồng Khanh, Kiểm tra viên chính Vụ Trung ương IA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 29 Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương số 1 Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. 30 Dương Văn Huế, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương số 1 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. 31 Trần Thị Thu Hiền, người viết phiếu hướng dẫn tiếp công dân của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại số 1 Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. 32 Người tiếp công dân của Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội có bản video hình ảnh, bản ghi âm bà ta không tiếp công dân theo quy định của luật tiếp công dân, không thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên mà gây khó khăn, cản trở oan sai cho công dân có đơn thư trước vụ án ở cấp cao đã được đăng tải công khai trên mạng xã hội. 33 Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 34 Nguyễn Trần Thắng, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. 35 Lê Chí Cường, Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. 36 Nguyễn Thị Thu Hằng, Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. 37 Lê Hữu Sơn, người tiếp công dân của địa điểm tiếp công dân Bộ Công an tại số 3 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Số hiệu sĩ quan 176 gạch ngang 464 thượng tá. 38 Bùi Tiến Trực, người tiếp công dân của địa điểm tiếp công dân Bộ Công an số 3 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Số hiệu sĩ quan 075601. 39 Nguyễn Minh Tuấn, người tiếp công dân của địa điểm tiếp công dân Bộ Công an tại số 3 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Số hiệu sĩ quan 075635. 40 Vũ Việt Dũng, người tiếp công dân của địa điểm tiếp công dân Bộ Công an số 3 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Số hiệu sĩ quan 075649. 41 Đỗ Vinh Quang, Trung tướng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. 42 Nguyễn Văn Ngọc, Đại tá, Phó Đoàn trưởng Đoàn kiểm tra
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng 43, Cấn Văn Trùm, Đại tá, Đoàn trưởng Đoàn Kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Đảng, Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng 44, Lê Văn Hợp, Nguyên Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng. 46, Bùi Văn Thắng, Đại tá, Trưởng phòng Vật tư Hậu cần, Cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. 47, Lê Thanh Tính, Đại tá, Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Nguyên Thường vụ Đảng ủy, Cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. 48, Ngô Gia Luyện, Trưởng phòng Án Trật tự An toàn Xã hội, Cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. 49, Nguyễn Đức Thiện, Thượng tá, Phó Trưởng phòng Vật tư Hậu cần, Cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. 50, Lê Sĩ Hùng, Quyền trưởng Ban Hành chính, Cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. 51, Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Các cơ quan, các bộ ngành có thẩm quyền giải quyết đơn thư bổ nhiệm cán bộ ở cấp cao đã có những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong việc giải quyết đơn thư, vì đã không giải quyết vụ án ở cấp cao, đã có chứng cứ chứng minh cụ thể, khách quan, hợp pháp cho từng được nội dung được nêu ra trên đơn. Theo đúng các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước đã được đề ra gồm: 1. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà cá nhân là người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cá nhân người là người đứng đầu là Trần Thanh Mẫn. 3. Quốc hội, cá nhân là người đứng đầu là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 4. Chính phủ, là đối tượng bị tố cáo Nguyễn Xuân Phúc. 5. Thanh tra Chính phủ. 6. Văn phòng Chính phủ. 7. Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 8. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại số 1 Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. 9. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội. 10. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 11. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. 12. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. 13. Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội. 14. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 15. Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội. 16. Bộ Công an. 17. Địa điểm Tiếp công dân Bộ Công an số 3 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. 18. Thanh tra Bộ Công an. 19. Thanh tra Bộ Quốc phòng. 20. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. 21. Ủy ban Kiểm tra Đảng, Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng. 22. Đảng ủy Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. 23. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Thường là thiếu ý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Ủy ban An ninh Quốc hội, Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đối tượng Vương Đình Huệ là lên làm đại diện cho đại biểu Quốc hội nhưng vẫn không có ý kiến để đấu tranh cùng với nhân dân, đảng viên, quân nhân chân chính. Đây là các cái đối tượng bị tố cáo trong vụ án cấp quốc gia. Tôi đã báo cáo toàn bộ nội dung cụ thể trước toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Và tôi mong rằng toàn đảng, toàn dân, toàn quân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm, nhiệm vụ của người đảng viên, người quân nhân chân chính, để lịch sử ghi nhận, thế hệ sau ghi nhận về một thế hệ làm chủ đất nước đi trước luôn là niềm tự hào, là niềm tự hào của thế hệ sau. Và buộc các bọn giặc nội xâm leo cao gây án với gây tội ác với dân tộc, với nhân dân phải chịu sự xử lý nghiêm minh theo các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước ta. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đây chị Thiếu Quý Hoài Thương, bên đại ông nội đại Vĩ Hoài quân Thương chuyên nghiệp Phạm Thị Hoài Thương. Tôi cháu đã nói rồi, bác không phải nói, không là bác lại nói sai bác ạ.
Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn. Thế tôi nhờ cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ để toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, quyền của công dân, đảng viên thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và quân nhân thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của quân nhân trong lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đời sống của nhân dân, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều. Cảm ơn em. Đào đào chính phủ tham nhũng. 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 Cá nhân tham nhũng chứ không phải chính phủ. Chính phủ có phải là con người đâu. Đào đào Hồ Quốc Dung chủ tịch tỉnh Bình Định tham nhũng. Đào đào thanh tra chính phủ tham nhũng. Tôi xin có ý kiến. Tôi xin có ý kiến. Tôi anh hùng nước Đông Văn Bình tính làm sao? Tôi xin có ý kiến như thế này để bà con hiểu rõ. Để bà con hiểu rõ, Đảng, chính phủ là một tổ chức, không phải là một cá nhân, không gây án với bà con được. Các đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, các thế lực thù địch mặc dù rất muốn lật đổ chính quyền của Việt Nam nhưng không phản biện được, cho thấy rõ đường lối chính sách của Đảng, hiến pháp pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đúng đắn, là nhân văn, tôn trọng quyền của con người. Nhưng bọn giặc nội xâm leo cao thì kiên quyết phải đấu tranh với bọn giặc nội xâm leo cao, không giải quyết đơn thư theo quy định, để bảo vệ Đảng, bảo vệ hiến pháp và pháp luật của nhà nước theo các quy định của Đảng, hiến pháp pháp luật của nhà nước đã đề ra. Đảng, chính phủ là một tổ chức, không phải là một cá nhân, không gây oán được, không gây oan sai cho bà con được, mà đã đề ra các đường lối đúng đắn. Mặc dù các thế lực thù địch rất muốn chống phá ta, nhưng chúng không thể phản biện được các quy định của Đảng, hiến pháp pháp luật của nhà nước ta. Như vậy, Đảng, nhà nước ta đã đề ra đường lối chính sách phạm đúng đắn. Những cá nhân là người đứng đầu sẽ phải chịu sự xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, hiến pháp pháp luật của nhà nước đã đề ra khi không giải quyết đơn thư cho bà con. Vì vậy, hãy tà đào những thằng quan tham không giải quyết đơn thư cho nhân dân, đó là bọn giặc nội xâm của dân tộc, bọn quan tham. Đấy là các đối tượng bị tố cáo mà tôi vừa nêu ra. Tôi đề nghị các cá nhân bị tôi vừa tố cáo, được tôi vừa nêu ra là những đối tượng mà phải đả đảo chúng. Còn đâu, Đảng, chính phủ là một tổ chức, không phải là một cá nhân. Đề nghị bà con đả đảo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, những cá nhân là người đứng đầu đã không giải quyết đơn thư cho bà con. Thực tế chúng là bọn giặc nội xâm leo cao. Chúng là bọn giặc nội xâm leo cao để kiếm trác tiền của chân máu xương của nhân dân, phục vụ cho chủ nghĩa cá nhân, cho nhân dân. Bà con có đồng ý không ạ? Đả đảo. Đả đảo bọn giặc nội xâm leo cao. Đả đảo. Đả đảo bọn giặc nội xâm là đối tượng bị tố cáo trong vụ án của đại úy quân nhân Phạm Thị Hoài Thương. Đả đảo. Các cá nhân, các cấp, các những người đảng viên, những người lính chân chính buộc bọn chúng phải chịu sự xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để bảo vệ uy tín của Đảng, nhà nước, bảo vệ đời sống của nhân dân và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Đả đảo những kẻ làm giặc nội xâm leo cao phải chịu sự xử lý nghiêm minh. Đả đảo. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn bà con. Xin cảm ơn bà con đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Xin chào thăng thương. Vâng, anh. Thế bà chia sẻ đi. Có nhiều người chia sẻ không? Phải hết đi. Đả đảo thương ta Nguyễn Văn Tiến, thành phố là